mình chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Hôm nay thì Đồ Gỗ Hòa Phát sẽ cho các bạn xem một cái sản phẩm bàn trang điểm được đục chạm những cái mẫu cổ điển các bạn nhé, và làm với dạng là chân công rất là đẹp đó. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh lại cái bàn phấn này để các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Một cái bàn phấn cổ điển được đục chạm rất là tinh tế luôn, và có những cái đường nét uốn lượn ở chân công chân cuốn rất là đẹp. Và những cái phần khung của kính thì mình cũng cho đục chạm những cái mẫu cổ điển rất là đẹp luôn đó. Và cái mức giá sẽ rất là phù hợp luôn các bạn nhé. Và bây giờ mình mời các bạn vào video với mình ha, để mà cùng tham khảo kỹ hơn về cái mẫu mã sản phẩm bàn phấn này nhé. Và trước mắt các bạn đây chính là một cái bàn phấn gỗ gao đỏ 100%, được làm theo cái mẫu là cổ điển chân công các bạn nhé. Và đục chạm những cái phần hoa lá tây rất là tinh tế luôn. Ở cái phần kích thước của bàn phấn này thì bên mình có kích thước là 1m2 chiều ngang và chiều sâu là 45 các bạn nhé. Chiều cao từ mặt đất lên tới cái phần đỉnh của bàn phấn là 1m78, và chiều cao từ mặt đất lên tới mặt bàn chính là 75 đó. Một cái form bàn phấn rất là đẹp các bạn, rất là cao to, phù hợp với những căn nhà có diện tích phòng ngủ rộng các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại cái phần khung kính để các bạn cùng xem những cái đường nét đục chạm nhé. Đây là những đường nét đục chạm hoa lá tây của bên mình, rất đẹp luôn các bạn đó. Và có những chi tiết bông hồng rất sắc sảo luôn các bạn ơi đó. Và các bạn hãy để ý kỹ nhé, những cái đường nét đục chạm của bên mình đó, thì bên mình đã cho làm nguội rất là kỹ rồi, nên các bạn sẽ không còn thấy lông lá nữa đó, rất là láng luôn. Cái nước sơn rất là mịn luôn các bạn nhé đó. Nước sơn rất là mịn, và đặc biệt là những cái đường ghép nối là bên mình làm rất là khít các bạn nhé. Ở cái phần khung kính này thì bên mình làm với độ dày là 3 phân các bạn nhé, rất chắc chắn luôn các bạn. Khác với những dòng giá rẻ người ta sẽ làm khoảng 2 phân thôi, mình sẽ làm 3 phân luôn, rất là cứng cáp. Một cái phần khung kính có thể nói là rất là đẹp các bạn nhé. Đục chạm rất là tinh tế đó. Và bên dưới thì mình có làm hai cái hộc kéo các bạn nhé. Ở bên dưới thì mình có làm hai hộc kéo nhỏ đó. Hai cái hộc kéo này thì mình cũng cho làm sơn xịt trong ngoài như nhau. Các bạn thấy là bên trong bên mình làm rất là sạch sẽ các bạn ha. Và cái ngăn hộc kéo này bên mình làm rất là dày các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy cái ngăn hộc kéo này bên mình đã cho ghép mộng rất là kỹ luôn đó. Đặc biệt là cái gỗ rất là dày, tuy là hộc kéo nhỏ nhưng mà mình làm rất là dày dặn ha. Và mình đã cho làm nguội sơn xịt trong ngoài như nhau đó. Rất là cứng cáp các bạn. Nè, hai cái như nhau các bạn nhé. Hai cái mình làm đều như nhau hết đó, làm dày dặn như nhau hết nhé. Rất là cứng cáp luôn. Và bên dưới phần mặt bàn thì mình có làm một cái mặt bàn với dạng là khung bao các bạn nhé. Cái phần khung bên ngoài thì mình làm dày với độ dày là 3 phân đó. Phần khung bên ngoài là 3 phân, còn phần mặt lá bên trong á là dày 1/2, rất là cứng cáp luôn các bạn. Tiếp tục mình sẽ xuống tới cái phần bên dưới các bạn nhé. Ở cái phần bên dưới thì mình sẽ có 5 ngăn kéo các bạn ha. Ở hai bên thì mỗi bên là 2 ngăn kéo, và ở giữa là một ngăn kéo lớn các bạn nhé. Cái ngăn kéo lớn này thì bên mình làm rất là rộng luôn, và đặc biệt là mình sẽ cho làm nguội trong ngoài như nhau, rất là láng mịn luôn các bạn. Và cái chất gỗ gõ đỏ 100% các bạn nhé, trong ngoài như nhau, bên mình không pha cây các bạn ha. Các bạn thấy bên mình làm cái ngăn kéo không, rất là dày luôn đó, gỗ rất là liền lạc và dày dặn các bạn ha. Các bạn xài sẽ yên tâm nhé, không phải lo vấn đề gì hết. Và bên ngoài mình đã cho đục chạm thêm những cái phần hoa văn cổ điển các bạn nhé đó. Những cái phần đục chạm bên mình rất là đẹp luôn, rất là sạch sẽ ha. Ở phần ngăn kéo bên này thì mình đã cho làm với ngăn kéo là lộng cong. Đây, các bạn thấy những cái đường cong uốn lượn không, rất là đẹp đó. Những cái đường cong uốn lượn rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là trong ngoài bên mình đều sơn như nhau hết, rất láng luôn đó. Các bạn cứ kiểm tra hàng thoải mái các bạn nhé, rất là sạch sẽ luôn đó. Những chi tiết được đầu tư với những khâu làm nguội rất là kỹ các bạn nhé. Và cuối cùng mình sẽ tới cái phần chân ha. Ở cái phần chân này thì mình làm rất là cứng cáp, và đặc biệt là cho đục chạm những chi tiết hoa văn nổi trên phần chân luôn. Đây,
rất là sắc sảo các bạn nhé. Đặc biệt cái phần chân này ấy, mình đã cho lộng cong đó, một cái chân rộng lộng cong rất là dẻo luôn, các bạn thấy được cái đường cong của cái chân ha, rất đẹp luôn các bạn. Và những cái phần chân này ấy, là mình sẽ làm những cái phần chân liền lạc các bạn nhé, là gỗ không bị tì, không bị vết, đặc biệt ấy, là không có chấp vá các bạn ha. Chân trong là chân ngoài như nhau đó, chân trong và chân ngoài như nhau, rất đẹp luôn các bạn, rất là liền lạc. Và những chi tiết yếm thì mình cũng cho làm bán cong luôn. Rồi ở phần ghế thì mình cũng làm cái ghế với những cái dàn chân cong, chân kiểu cổ điển các bạn ha, đó rất đẹp các bạn. Và cái phần ghế này mình cũng làm rất là chắc chắn ha, đóng ráp sạch sẽ, và đặc biệt là gỗ liền lạc các bạn nhé, gỗ liền lạc trên dưới như nhau, nó trong ngoài như một đó. Và cái mẫu bàn phấn này bên mình đang có giá là 9.500.000 các bạn nhé. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn kỹ hơn nhé. Và mình sẽ miễn phí luôn cái phí vận chuyển nội thành cho các bạn nhé. Chỉ với mức giá là 9.500.000 đồng thôi thì các bạn đã sở hữu được một cái bàn phấn cổ điển hoàng gia, và cái mẫu chân cong rất là đẹp luôn các bạn đó. Và nước sơn rất là kỹ các bạn nhé. Cái nước sơn bên mình nó làm rất là kỹ luôn, các bạn thấy bên mình cho sơn cái màu gõ già các bạn ha, cái màu rất là đậm đà luôn các bạn, rất đẹp đó. Nước sơn rất là mịn, và đặc biệt là chất gỗ bông vân rất là đều ha. Rồi mình chào các bạn nha, và mình hẹn các bạn trong những cái video lần sau nha.